Với nội dung bài giảng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về for next loop, hay còn gọi là vòng lặp for next. Trước đó, chúng ta cần biết thế nào là loop, vòng lặp. Loop là một trong những công cụ lập trình được sử dụng thường xuyên nhất trong VBA. Công cụ này cho phép tự động lặp lại một đoạn code nhiều lần, cho đến một điểm nhất định, hoặc đến khi thỏa mãn điều kiện đặt ra. Và sau khi đã thỏa mãn điều kiện được chỉ định này, thì chương trình mới tiếp tục thực hiện các đoạn code sau đó. Có nhiều dạng loop trong VBA, trong đó có 4 loại thường gặp, đó là for next loop, for each loop, do while loop và do until loop. Và trong bài này, chúng ta chỉ tập trung vào for next loop, là dạng vòng lặp phổ biến nhất trong VBA. For next loop là một vòng lặp cố định, sử dụng counter, có nghĩa là bộ đếm, để thực hiện các vòng lặp. Bạn cần chỉ định cụ thể số lần muốn chạy vòng lặp, và sau khi hoàn thành số lần chỉ định này, thì đoạn code sẽ tự động dừng lại. Cú pháp của vòng lặp for next như sau. Trong đó, những chữ được in đậm và tô màu đỏ là từ khóa bắt buộc phải có khi sử dụng vòng lặp for next, còn những chữ được in đậm và tô màu xanh dương là từ khóa không bắt buộc, tùy vào mục đích sử dụng mà bạn có thể lựa chọn thêm vào hoặc không. Lưu ý, counter, bộ đếm, là biến mà chúng ta chỉ định để tạo số lần vòng lặp được thực hiện. Để bạn có thể hiểu thêm về cú pháp của vòng lặp for next, chúng ta cùng xem xét một vài ví dụ về tạo số thứ tự như sau. Trước tiên, chúng ta khai báo biến y với dạng long. Chúng ta sẽ sử dụng biến y này để tạo counter, bộ đếm cho vòng lặp for next. Vòng lặp for next bắt đầu bởi từ khóa for, sau đó đến counter, ở đây là biến y mà chúng ta vừa khai báo ở bên trên, bằng 1, 2, 10. Nghĩa là chúng ta sẽ cho biến y chạy từ 1 cho đến 10. Start, điểm bắt đầu là 1. End, điểm kết thúc là 10. Nếu bạn muốn y chạy liên tục từ 1 cho đến 10, khi này ứng với step 1. Lưu ý, nếu bạn bỏ qua step, thì VBA mặc định sẽ là step 1. Kết thúc bằng từ khóa next, sau đó là counter bộ đếm y. Bạn cần nhớ rằng, phải thống nhất biến được sử dụng làm bộ đếm tại các vị trí này. Nếu không, đoạn code của chúng ta sẽ báo lỗi. Tiếp đến, ở phần giữa này là các câu lệnh mà chúng ta muốn chương trình lặp lại. Chẳng hạn ở đây là sales y.2.value bằng y. Để xem kết quả của từng vòng lặp, bạn nhấn phím F8. Chính là lệnh step into trong tab debug. Trường hợp laptop của bạn không thuận tiện để nhấn phím F8, bạn cũng có thể vào hộp thoại customize tại debug, kéo thả icon step into này lên thanh ribbon của bạn, và mỗi lần cần sử dụng, bạn chỉ cần click vào icon này. Thường thì cô sẽ nhấn vào phím F8 để thuận tiện khi kiểm tra code. Tuy nhiên trong ví dụ này, để các bạn có thể dễ dàng theo dõi được các bước thực hiện của đoạn code, thì cô sẽ click vào icon step into. Đầu tiên là tên sub, sau đó là đến đoạn code vòng lặp for next. Thực hiện code cho vòng thứ nhất. Kết quả là tại ô B1 được điền là số 1, đồng thời chuyển đến next y. Tiếp tục vòng thứ hai, kết quả là tại ô B2 được điền là giá trị số 2. Điều này có nghĩa là gì? Khi chạy vòng lặp thứ nhất, nghĩa là y bằng 1 là con số mà chúng ta chỉ định bắt đầu. Khi đó, sales y.2.value bằng y sẽ ứng với sales 1.2.value bằng 1. Ô tại dòng 1, cột 2 được gán giá trị bằng 1. Tương ứng ở đây chính là ô B1. Do đó, ô B1 có giá trị bằng 1. Khi chạy vòng lặp thứ hai, bởi vì step là 1, nên y tăng thêm 1 đơn vị, nghĩa là lúc này y bằng 2. Khi đó, sales y.2.value bằng y sẽ là sales 2.2.value bằng 2.
ô tại dòng 2, cột 2 có giá trị bằng 2. Tương ứng ở đây chính là ô B2. Vì vậy, ô B2 có giá trị bằng 2, như các bạn đang thấy. Tiếp tục như vậy, y tuần tự được tăng thêm một đơn vị cho đến khi đạt đến giá trị là 10, là con số mà chúng ta chỉ định kết thúc vòng lặp Fornax. Đây là cách để kiểm tra tuần tự các bước chạy của vòng lặp Fornax. Nếu bạn đã thành thạo, thì bạn chỉ cần run sub bằng phím F5 để xem kết quả. Bạn có thể thấy, sử dụng step 1 hoặc bỏ qua nó thì kết quả vẫn là giống nhau. Bây giờ, chúng ta cho step 2. Nghĩa là sau mỗi vòng, y sẽ tăng thêm 2 đơn vị. Lúc này, y sẽ nhận các giá trị là 1, 3, 5, 7, 9 và chỉ có các ô này hiển thị kết quả. Chúng ta thử cho step bằng 3 và kiểm tra kết quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể lùi bộ đếm. Chẳng hạn thay vì bạn cho y chạy từ 1 đến 10, thì bạn cũng có thể cho y chạy từ 10 đến 1. Lúc này bạn cần đếm lùi dần. Chẳng hạn step trừ 1. Ở vòng thứ nhất, được điền giá trị là 10. Ở vòng thứ hai, vì chúng ta cho step trừ 1, nên y lúc này sẽ giảm thành 9. Cứ như vậy, lùi dần cho đến y bằng 1. Cuối cùng là minh họa, nếu chúng ta muốn thêm vào từ khóa ASIC 4. Chẳng hạn, bạn muốn khi y lớn hơn 5 thì không thực hiện đoạn code trên, nghĩa là ASIC 4, thì bạn có thể nhập như sau. Các bạn lưu ý, khi thỏa một điều kiện cụ thể để ASIC 4, thì vòng lặp Fornax tự động dừng ngay lại mà không cần đạt đến điểm được chỉ định cuối cùng. Do đó, mặc dù n điểm kết thúc chỉ định là 10, nhưng khi y bằng 6, nghĩa là thỏa điều kiện đặt ra để ASIC 4, thì vòng lặp ngừng lại mà không thực hiện tiếp các trường hợp còn lại, đó là y bằng 7, 8, 9, 10. Do đó các bạn quan sát là ở đây chúng ta chỉ nhận các giá trị từ 1 cho đến 5. Tiếp theo, chúng ta cùng thực hiện bài tập áp dụng vòng lặp Fornax. Tại sheet loop green 1, chúng ta sẽ thực hiện các thao tác như tạo số thứ tự cho cột number, hiển thị kết quả của hai cột result và grade dựa trên điểm số score 1 của các đội chơi. Nếu như bạn còn nhớ thì trong bài học về conditional logic, khi tìm hiểu về cấu trúc của điều kiện if, để hiện kết quả thì chúng ta phải click chọn vào từng ô. Rõ ràng cách làm này không hiệu quả và rất tốn thời gian. Do đó, ở đây, áp dụng vòng lặp Fornax sẽ giúp chúng ta có toàn bộ kết quả của cột dữ liệu chỉ trong duy nhất một lần click. Trước tiên, chúng ta cùng thực hiện yêu cầu đầu tiên, đó là tạo đoạn code để đánh số thứ tự. Các bạn lưu ý rằng vì ở đây toàn bộ dữ liệu của cột này là trống, do đó chúng ta phải tạo đoạn code như sau. Do phần này, trong một sheet cô tạo nhiều sub, nên để thuận tiện cho việc theo dõi, cô sẽ chú thích vị trí bắt đầu và kết thúc cho một nhóm các sub được áp dụng cho một sheet. Chẳng hạn ở đây, cô chú thích bắt đầu nhóm sub sẽ áp dụng cho sheet group grade 1. Việc thêm chú thích này là để thuận tiện cho quá trình theo dõi, không phải là bắt buộc. Ở đây, chúng ta cần sử dụng hai biến, đó là biến number và biến y. Và cô muốn chạy đoạn code này chỉ áp dụng riêng cho sheet group grade 1. Vì vậy, cô sẽ khai báo thêm biến WS đại diện cho sheet này. Như đã đề cập ở bài trước, thay vì phải lập lại là ws.sales_rows.count.nxlup.row và ws.sales_y2.value, thì thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng là withws. Do đó, tại các vị trí này sẽ trở thành là .salesRows.count.nxlup.row và .salesY2.value. Bạn hãy nhớ là phải có dấu chấm nhé. Bởi vì nếu không có dấu chấm thì hai dòng code này sẽ áp dụng cho tất cả các sheet
chứ không phải là chỉ cho riêng sheet đã được chỉ định ở đây, đó là loop grey 1. Và bạn hãy nhớ là kết thúc bởi end with. Sau khi đã nhắc lại một số kiến thức đã học, tiếp theo cô sẽ tập trung vào giải thích các dòng cốt chính mà chúng ta cần lưu ý trong bài học này. Trước tiên, chúng ta cho biến number bằng 1. Vòng lặp for next bắt đầu với biến y chạy từ 6 và chạy liên tục cho đến điểm kết thúc ở đây là chấm sales rows chấm cao phẩy 3 chấm nxl up chấm row. Bạn quan sát cột number dữ liệu sẽ bắt đầu từ dòng thứ 6, do đó chúng ta cho biến y bắt đầu bằng 6 và cho đến dòng cuối cùng của dữ liệu. Ở đây chúng ta sẽ tìm dòng cuối cùng dựa vào cột thứ 3. Thông thường thì chúng ta nên chọn cột làm mốc, là cột mà bắt buộc phải có dữ liệu. Với bài này thì để có được thông tin các đội chơi thì đầu tiên chúng ta bắt buộc phải có tên đội chơi, là ứng với cột thứ 3. Với vòng thứ nhất, khi y bằng 6, nên cốt tương ứng sẽ là chấm sales 6.2.value bằng number. Vì bên trên chúng ta đã cho biến number bằng 1, vì vậy ở đây chấm sales 6.2.value bằng 1. Và bạn quan sát thấy OB6 có giá trị bằng 1. Tiếp đến, number bằng number cộng 1. Nghĩa là lúc này biến number tăng thêm một đơn vị trở thành number bằng 2. Kết thúc vòng thứ nhất và chuyển sang vòng kế tiếp. Ở vòng thứ 2, y bằng 7 nên cốt tương ứng là chấm sales 7.2.value bằng 2. Tương ứng ở đây OB7 có giá trị bằng 2. Tiếp đến, number tăng thêm một đơn vị trở thành number bằng 3. Kết thúc vòng này và chuyển sang vòng kế tiếp. Ở vòng thứ 3, y bằng 8 nên cốt tương ứng là chấm sales 8.2.value bằng 3. OB8 có giá trị bằng 3. Number tăng thêm một đơn vị trở thành number bằng 4. Kết thúc vòng này và chuyển sang vòng kế tiếp. Và cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến dòng cuối cùng của dữ liệu thì vòng lặp for next ngừng lại. Chúng ta cùng thực hiện yêu cầu thứ hai, đó là hiển thị kết quả cho cột result. Điều kiện ở đây là nếu giá trị của score 1 nhỏ hơn 50 thì fail, ngược lại thì pass. Trong đoạn sub này, chúng ta chỉ sử dụng biến y để tạo bộ đếm và biến đối tượng WS đại diện cho sheet loop grey 1. Cách viết lệnh cho hai biến này tương tự như với đoạn sub vừa rồi. Ở đây, chúng ta cũng cho y chạy từ dòng 6 cho đến dòng cuối cùng của dữ liệu, với dòng cuối cùng được xác định dựa vào cột thứ 3, tương tự như đoạn code vừa rồi. Chúng ta tạo điều kiện để vòng lặp for next được thực hiện như sau. Bây giờ, chúng ta cùng kiểm tra từng bước bằng phím F8. Ở vòng thứ nhất, với y bằng 6, ta kiểm tra giá trị của OD6 và thấy rằng lớn hơn 50. Do đó, L xảy ra. Giá trị của OG6 được điền là pass. Kết thúc if. Kết thúc vòng này và chuyển sang vòng kế tiếp. Ở vòng thứ 2, với y bằng 7, chúng ta kiểm tra giá trị OD7 lớn hơn 50. Do đó, L xảy ra. Giá trị của OG7 được điền là pass. Kết thúc if. Kết thúc vòng này và chuyển sang vòng kế tiếp. Và cứ như vậy cho đến vòng thứ 5, ta thấy giá trị của OD10 nhỏ hơn 50, thả điều kiện if, nên giá trị của OG10 được điền là fail. Kết thúc if. Kết thúc vòng này và chuyển sang vòng kế tiếp. Để các bạn dễ hiểu, nên giá trị cần gán cô gõ trực tiếp, đó là pass và fail. Tuy nhiên, nếu như các bạn còn nhớ, thì cô không khuyến khích cách làm này khi lập trình. Thay vào đó, các bạn nên tham chiếu giá trị của ONL5 thay cho fail và ONL6 thay cho pass. Như các bạn thấy, kết quả có được giống với kết quả từ công thức Excel ở cột E. À, các bạn cũng có thể sử dụng sales thay cho range nhé. Ở đây cô minh họa cách sử dụng range để các bạn tham khảo. Nếu các bạn muốn sử dụng sales thì có thể thực hiện như sau.
Và yêu cầu cuối cùng đó là hiển thị giá trị cho cột gray. Dựa theo giá trị của cột score 1, thỏa các yêu cầu như bảng sau. Cách làm cũng tương tự như vừa rồi. Ở đây chúng ta sẽ kết hợp vòng lặp for next và cấu trúc if then else if else. Kết quả ta có được ở cột H giống với kết quả từ công thức Excel ở cột F. Tiếp theo, với mỗi sub chúng ta sẽ tạo riêng một button để run sub. Tuy nhiên, có cách nào để đồng thời hiển thị cùng lúc kết quả cho ba cột này hay không? Dĩ nhiên là có. Cách đơn giản nhất thì cô đã giới thiệu với các bạn trước đây. Đó là tạo sub mới và điền tên các sub mà bạn muốn chạy đồng thời. Cô gọi đây là sub tổng hợp. Sau đó, tạo một button cho sub tổng hợp này. Và chỉ duy nhất một lần click, bạn đã có thể chạy tất cả các sub mong muốn. Cách này phù hợp cho các bạn vừa tiếp cận với VBA vì dễ thực hiện, ít sai sót. Từng sub riêng được kiểm tra trước khi cho vào sub tổng hợp, nên kết quả của sub này sẽ không bị phụ thuộc bởi các sub khác. Còn nếu bạn đã thành thạo với lập trình VBA, thì thay vì phải tạo từng đoạn sub riêng, bạn chỉ cần tạo duy nhất một sub chứa toàn bộ các lệnh như sau. Bạn có thể thấy, cách viết này ngắn gọn hơn, nhưng nhược điểm là nếu bạn sai sót ở bất kỳ lệnh nào, thì toàn bộ đoạn code này sẽ gặp lỗi và có thể không hiển thị kết quả như mong muốn, bởi vì lúc này các lệnh sẽ ràng buộc lẫn nhau. Do đó, tùy vào mong muốn, bạn lựa chọn cách phù hợp cho mình. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về vòng lặp for next và cách áp dụng vòng lặp này để đánh số thứ tự, hiển thị kết quả thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện khi kết hợp với cấu trúc if. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài giảng ngày hôm nay. Chúc các bạn mạnh khỏe và ôn tập hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung bài giảng tiếp theo.